nhiều khi ta biết ăn là sai. Uống là sai nhưng ta vẫn ăn, uống. Quý vị có biết vì sao không ạ? Đấy là lúc ta bị ma quỷ khống chế. Có những lúc mà chỉ nghĩ tới ăn thôi, ăn thùng uống vậy. Ấy đích thị là ma đói nhập vào mà ta không biết. Vì vậy quý vị cần tinh tấn và tỉnh giác từng phút giây. Nếu người nào bị ma đói nhập vào chỉ cần mỗi khi ăn hãy nhớ dâng cúng phần thức ăn định ăn lên chư Phật thì ma quỷ không dám động vào nữa.